có chuyện muốn chạy về luôn. Anh đang nói chuyện không tắt máy. Vậy là anh chạy về đó. Dập đi. Được rồi. Sao nó cá chết luôn coi nè. Đúng cái hàng luôn, nó nói vậy không? Đó. Cho nó cháy cây nè, nó không nói bỏ đảm hết. Không tắt máy không chạy về liền. Dạ, hồi. Không bà cô bác thấy chưa? Vậy bây giờ mình có điện cho thầy Hà không? Giờ mình có điện cho thầy Hà không? Thiệt tình luôn. Trời, vậy là anh Út chắc chắn là anh đang chạy về đó. Ừ, anh Út anh tắt máy chừng anh chạy về. Long An ở dưới á. Từ tới. Giờ nãy là em cũng cũng hên đó là chưa có về đó, vừa dắt xe ra là nghe nói là chưa bỏ đồ vô kịp luôn. Mới đi xuống dưới đây tôi nựng cháu đi lên. Xích qua để nó đang kể đồ anh. Để chúng bé. Thực tình mấy bữa nay là không ở đây là cũng lâu lắm rồi tính về mà nó cháy rồi về đây. Mới đi xuống dưới nựng cháu cái đi lên trên nghe mùi khét quay lại. Trái nữa. Mà có dọn gì vô đâu? Khiên vô vừa chút xíu rồi nó phát quả là. Trời đang tự tin lắm. Bây giờ phải đem ra ngoài nữa. Khổ thiệt chứ. Nhà sao mà kỳ cục dữ vậy trời. Ở vậy không có thầy nào mà bảo đảm hết luôn, không có đụng bảo đảm. 100%. Dám bảo đảm 100%. Để anh chờ mấy một quà của mình đi ra ngoài đi ngồi nó hoài luôn á. Bao bọc. Đây nè. Cái bao hả? Gì vậy? Gì vậy? Có gì đâu nó chạy từ cái bao. Nó sao còn đâu. À sao? Đó, bà con thấy chứng kiến đó là hai vợ chồng Hà nó bảo đảm hết đó. Hà cái này là cái gì mà hết. Trái mà rồi căng nặng rồi. Tôi mới nghe mùi đó, tôi mới chưa ông đó. À, trái nữa rồi. Giờ tới tối là giờ tới tối là bình đẻ luôn chứ không phải đơn giản nè. Đang dọn đồ vô nè. Dọn đồ vô về dọn ra nè. Mới dọn xong á. Rồi về thôi thua luôn rồi. Rồi sống gì nổi không? Mới dọn dọn xong giờ bắt đầu sạn ra nữa nè. Cái tờ bỏ túi hết rồi nha. Ủa, bóp cái tờ nha. Có mùi khác đâu nữa nè, coi cái bóp giùm em coi. Con sao vậy? Bao hả? Ừ. Mẹ con. Con đồ lẻ đây, ba cái đồ này học cũng Hà kìa. Đâu? À, chết quá trời. Chá dữ dội lắm anh Út ơi. Anh Út ơi giờ dữ dội lắm anh Út ơi. Quay lên cho cộng đồng mạng biết luôn. Quay rồi cái rồi. Nãy giờ hai lần rồi đó. Anh điện công an luôn đi. Đó là hết. Nên là chú ở đây là người phát hiện hả chú? Không thấy rửa xe cái tô đó, rửa tô đó rồi mới rửa cái tô chưa xong nữa. Ba ngày sau. Dạ. Là tất cả trong thành viên trong gia đình mình thấy. Cái mùi hồi nãy đấy là mình đang làm trước nè. Mới vừa dọn cái thì vô. Tám em nghe cái mùi là dạ. Rồi. Đi.
không, em biết trước rồi, cái nhà em không bây giờ yên ổn được đâu. Mới vừa lên xong mà không nghỉ, chuẩn bị lên đường về mà dính trưởng nữa. Má đâu anh à? Má uống phê hay vậy? Vậy là bán gì năm cũng không biết luôn. Trời ơi. Nhà anh đi trước hết trơn nè. Để đi đi qua nhà anh hai em quen nè, em chuẩn bị hành lý, chuẩn bị về cho ông bà cô bác xem luôn. Đây. Đang chuẩn bị về luôn. Sự là dọn đồ vô xong hết rồi. Là Phong cũng Phong cũng thu xếp là đi đi về ông bà cô bác. Nhưng mà cũng có dì Năm cũng có gỡ bánh đâu Phong nữa. Mà bây giờ gặp sự cố nữa rồi. Không thể nào hiểu nổi luôn. Phong đang chuẩn bị về mà ở đẳng mấy trái nè. Đó, ba lô với cây là Phong chuẩn bị bỏ vô cốp xe nè ông cô chú anh chị. Với bánh nè, bánh gì Năm gửi cho anh Cường bất động sản, với gửi cho Phong nữa là hai bọc. Anh banh giúp cho em, em đang cầm điện thoại á. Hai bọc nè. Hai bọc bánh là chuẩn bị, là mấy bữa nay là Phong ở đây trực tiếp đây nè. Ba lô Phong vừa bỏ vô chưa bỏ cốp xe, nó là cái cây để đây nè. Là người nhà đó phát qua là chạy qua là kêu Phong lại nè ông bà cô bác. Rồi anh đóng lại giúp cho em luôn đi. Rồi ông hết về luôn hả? À, bây giờ thì Phong chắc phải ở đây không phải xem như thế nào nữa. À, lấy chìa khóa xe giúp cho em luôn. Đó, rồi. Rồi anh để ba lô lên xe giùm em. Em bây giờ em cũng không dám đem vào bánh nữa. Sự không biết không hiểu như thế nào luôn. Rồi bánh anh. Khép cửa lại giùm em. Chìa khóa xe có lấy không? Dạ dạ. Rồi đi. Nữa rồi. Mới vừa ngộn được có mấy ngày à. Đó, để bữa cháu tâm mũ hai chồng này à, nó nhà mình dựng chuyện xong đó, giờ cho bà con thấy chứng chứng đó. Trời ơi, mới mừng hồi nãy. À. Coi cẩn thận nha, mấy đồ đạc này chú. Đồ quá trời quá đất. Nhà không yên ổn nổi không. Thiệt tình. Tôi đi tới đây sao tự nhiên nghe một hết dầm 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 không thấy, tự nhiên đây thấy lửa cho báo nữa. Phật trái lên cho chạy ẩm theo không nè. Dạ nó chán là thúi. Chán là thúi. Vậy nó chán là thúi gì? Chán là cá hơi mũ hay sao thúi.